Chào các bé, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bé vẽ một nhân vật hoạt hình cực kỳ dễ thương và tinh nghịch. Đó chính là một chú Minion. Đây là một trong ba chú Minion được các bạn nhỏ yêu thích. Các bé thấy không, chú Minion của chúng ta sẽ được vẽ từ một hình chữ nhật rất đơn giản. Vẽ ngay thôi nào. Đầu tiên, chị vẽ một hình chữ nhật đứng. Sau đó sẽ chia đôi hình chữ nhật bằng một đường thẳng. Kế tiếp, ta vẽ hai chân của chú. Sau đó ta kẻ hai đường ngang song song để chia hình chữ nhật thành hai phần là phần đầu và phần thân. Cuối cùng, chị vẽ hai tay ở hai bên thân của chú nhé. Giờ ta bắt đầu vẽ chi tiết nào. Ở phần trên, chị kẻ hai đường cong qua hai bên để tạo thành phần đầu của chú. Ở phần dưới thì các bé hãy quan sát cái nét vẽ của chị nhé. Chị đang vẽ cho chú Minion của chúng ta một bộ quần áo. Sau đó, chị vẽ hai bàn chân và hai bàn tay của chú. Theo, chúng ta sẽ vẽ một cái mắt kiến thật to. Đây là đặc trưng của Minion. Mình sẽ xóa đi những nét vẽ dư. Chị vẽ thêm miệng và hai mắt tròn xoe cho Minion nhé. Các bé đừng quên vẽ thêm tóc để chú Minion của chúng ta thật là ngộ nghĩnh. Cuối cùng, chị vẽ thêm vài chi tiết nhỏ để hoàn thiện bộ quần áo của chú. Xong phần vẽ rồi, tô màu thôi. Chị sẽ chọn màu vàng tươi để tô phần đầu cho chú Minion của chúng ta. Các bé nhớ là chúng ta phải tô viền trước để không bị lem nhé. Chúng ta sẽ trừ phần mắt và quần áo lại để tô màu khác nhé. Thank you.
Còn trang phục, chị sẽ chọn màu xanh nước biển. Sau đó, chị sử dụng màu xanh dương để làm nổi bật phần nút áo của chú. Chúng ta sẽ tô hai bàn tay của chú bằng màu đen nhé. Tô thêm màu vàng cho phần cánh tay của chú. Và màu đen cho đôi giày nữa. Mắt kính của chú, chị sẽ dùng màu xám để tô viền và gọng kính. Sau đó chị dùng màu nâu để tô hai tròng mắt. Dùng màu đen tô cho con ngươi và bộ tóc hai mái ngộ nghĩnh của chú. Ta-da! Hoàn tất phần vẽ và tô màu rồi. Mang ngay tranh này đi khoe với bạn bè thôi. Chào các bé và hẹn gặp lại lần sau. Xin chào chúc trời. Bye bye. Chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang các nhân vật hoạt hình. Đầu tiên chị sẽ vẽ một con vật mà chị rất là yêu thích. Đó chính là chú báo hồng trong series phim hoạt hình Pink Panther. Chà, chú báo hồng này có vẻ khá là phức tạp và khó vẽ đây. Nhưng các bé yên tâm nhé, chị đã có cách. Các bé hãy lấy giấy bút và chuẩn bị vẽ thôi nào.